Chào mọi người, hôm nay mình sẽ chia sẻ về một cái ứng dụng to-do list khá thú vị mà mình và team mình vừa tìm được gần đây. Đó là ứng dụng Moca App. Nhà phát triển đặc biệt nhấn mạnh đây là phần mềm dành chuyên cho việc quản lý teamwork. Nghe cụm từ quản lý teamwork á, là chúng ta đã có thể hình dung được là cái ứng dụng này phù hợp với những cái phòng ban nhỏ nè, những cái team nhỏ nè, hoặc là cho người dùng cá nhân. Những ai mà có thói quen hay là đang tập cái thói quen lên kế hoạch công việc hàng ngày hàng tuần á thì các bạn có thể tham khảo cái ứng dụng này nha. Video này mình sẽ review từ đầu tới cuối các sử dụng và các trải nghiệm của mình trong quá trình sử dụng nữa. Cho nên là mình sẽ thực hiện từ bước đầu tiên là tạo tài khoản, thiết lập team luôn để mọi người có thể dễ dàng theo dõi nha. Bây giờ cùng mình vào review luôn nha. Đầu tiên là mình sẽ tạo tài khoản. Thì ở đây á thì mình có thể tạo tài khoản trực tiếp trên Moca luôn, hoặc là mình có thể đăng nhập bằng tài khoản Google cho nhanh. Ở đây thì mình dùng tài khoản Google ha. Rồi, ok. Rồi, bây giờ là mình sẽ tạo team. Cái này mình đặt tên team ha. Thì giờ mình sẽ đặt tên là team marketing đi, ví dụ vậy. Tạo team. Rồi ok, cái bước này là bước mời member vào team, mời thành viên vào team. Thì mình sẽ mời qua email. Bạn nhập email lên và gửi mời. Ok, mình sẽ skip qua bước này nha. Welcome to Moca. Setup the agenda, set up the team role. Thì cái này là tùy vào mục đích sử dụng của các bạn. Agenda này tức là mình đi lên và mình list thẳng công việc luôn, như cái to-do list luôn. Còn cái team role này thì mình sẽ lập ra các mục tiêu, sau đó mình sẽ chia các công việc nhỏ nó ra rồi giao việc cho người nào đấy. Thì mình sẽ thử vào cái set agenda trước ha. Ok, đây là cái màn hình giao diện đầu tiên mà mình bước vào Moca. Bây giờ mình sẽ làm theo cái hướng dẫn sẽ như thế nào nha. Input một cái tab nền, ví dụ như là làm clip review ứng dụng Moca. Ok, xong. Và ở đây là mọi người bên Moca họ đã có một cái ví dụ để cho mình thấy mình làm tới đâu là họ gặp tab tới đó. Ok, set up team role. À, trong một có team role hay là cái object, subject, mục tiêu, project thì mọi gọi chung là epic. Chúng ta có thể hiểu theo cái mục đích sử dụng của mình. Ví dụ như là epic, mục tiêu của mình lập kênh YouTube đi. Ở đây sẽ có cái mô tả cho cái này. Lập kênh YouTube về làm đẹp. Ok, Anthony. Thì ở đây chỉ có một mình mới chỉ có một mình thôi. Thì mình Anthony. Còn khi bạn mời được nhiều thành viên khác rồi á thì bạn có thể Anthony cho người nào đó bất kỳ chịu trách nhiệm. Ở đây thì mình cũng có thể định dạng đơn giản cơ bản ha, là đặt nghiêng, gạch chân, đánh số. Ok, create. Rồi, và trong cái phía epic này mình sẽ lưu để add những cái tag liên quan cái mục tiêu này, như là tạo làm content direction, ví dụ vậy ha. Rồi, ok, invite teammate. Rồi ok,
Bỏ qua. Thôi, chỉ là mình làm cũng xong hết tất cả các bước rồi. Mình thực đóng cái này lại ha. Để mình nhìn được tổng quan cái thiết kế của MK. Thì như là mình đã trải nghiệm qua thì mình thấy là tất cả những gì mà mình cần đều được nằm trong cùng một trang luôn, rất là đơn giản. Lịch làm việc nè, theo từng ngày nè. Ví dụ như mình bước ra thứ tư đi, thì có một ngày thứ tư sẽ hiện ra những công việc mà mình sẽ làm hôm nay. Ví dụ như bây giờ mình tạo tác vào ngày thứ năm, chụp hình sản phẩm đi. Thứ sáu là edit nội dung video. Đây. Vậy thì là khi mà mình lên kế hoạch từng ngày như vậy á, khi mà mình mở ra là mình thấy ngày hôm đó mình mở ra thì mình thấy công việc mình sẽ làm này. Ok đúng không? Rồi. Ví dụ như bây giờ cái task này có gì đây? Ok, khi mà mình tiếp từng cái task này thì ở trên cái hợp tích này sẽ hiện tiến độ. Như vậy chúng ta có thể nhìn một cách trực quan được cái tiến độ của công việc đang diễn ra như thế nào. Đây. Ok, là task này đông, đơn, mark complete, confirm, go, cool. Rồi, ở đây á, thì đấy, sau khi mà mình hoàn thành được công việc thì mình sẽ trao cái huy chương. Giờ rất là khích lệ tinh thần của mình. Rồi, bây giờ mình sẽ review chi tiết. Ở một co thì có các chức năng chính như là collaborate, là cái màn hình này là làm việc nhóm. Còn đây là có những tất cả những thông tin mình cần. Vì ở đây là chỉ mới có mình thôi, nhưng mà nếu nhớ có những thành viên khác thì ở đây sẽ làm dọc các cái bảng phân công công việc của từng viên, rất là minh bạch, rất là gọn gàng ha. Mình không chỉ có thể tạo tác ở trên cái bản phân công công việc của mình, mà mình còn có thể tạo tác trên cho những người khác nữa. Rồi, report. Cái team report này mình có thể coi là một cái đo sức khỏe làm việc của team. Cái này là mình tự gọi, đây là một cái đo sức khỏe làm việc của team. Đó, thì mình sẽ có các thông số như sau. Đó là số task được plan, được lên kế hoạch, số tác được hoàn thành, số tác được tồn động. Rồi, mình sẽ có một cái biểu đồ làm việc rất trực quan các ngày trong tuần. Perfect day là gì? Perfect day là cái ngày mà các bạn hoàn thành thực được hết tất cả các công việc đã được đề ra trước. Longest streak là một chuỗi của perfect day, tức là một chuỗi liên tục các ngày các bạn hoàn thành tốt tất cả công việc. Ở đây là một cái bảng đánh giá xếp hạng. Ví dụ như là có rất nhiều xếp hạng. Ví dụ như là người plan task nhiều nè, người thực hiện được đơn task nhanh nhất, người được đơn task nhiều nhất trong tuần, tỷ lệ phần trăm hoàn thành cũng được, vân 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 vân. Thì rất là đa dạng. Mỗi người có thể là thiên của cái vấn đề này hoặc là vấn đề khác, hoặc là vấn đề khác. Rất là đáng để thi đua, rất là tạo động lực để làm việc. Và đối với mình thì đây là một cái tính năng khá là thú vị. Mình có thể đo được cái sức khỏe làm việc của mình hoặc là của team nó sẽ biến động như thế nào trong tuần, để mà mình có thể từ đó mình tùy chỉnh cái khối lượng công việc, hoặc là tùy chỉnh lại cái kế hoạch có thể phù hợp với lại số làm việc của team. Khi mà có một chút xíu gì đó, mình nhìn vào cái biểu đồ này mình sẽ nhận ra được vấn đề là team đang bị đuối sức, team đang bị quá tải, hay là có một cái sự cố gì đấy mình làm cho team khựng lại. Ok, và ở đây á, mình cũng thích một cái là
khi mà mình làm việc đó, thì không nên tiếc những lời khen, đặc biệt là những ai đang làm tốt đó, thì mình có thể là mình đưa ra những lời khen và chúc mừng này nọ, thì có thể là push được cái tinh thần làm việc của mọi người lên. Đây cũng là một cái điểm mà mình rất thích cái ứng dụng này. Nó không chỉ là một cái ứng dụng về list công việc, phân rã công việc cách khô khan, mà nó có cái giao diện đã rất là tươi sáng, thoáng đãng, nhìn rất là tươi trẻ, thoải mái, nó không có cảm giác quá nặng nề, mà nó còn có cái tạo động lực cho mình để làm việc nữa. Rồi, đây là Epic ha. Đây. Nếu mà cái effect này còn đang hoạt động thì nó sẽ nằm ở chỗ control in này. Còn bây giờ mình đã mask as complete rồi thì nó sẽ nằm ở đây. Đấy. Ở đây là nó có cái log ghi lại cái lịch sử hoạt động của team mình luôn. Rồi. Ở một cái tab đó, thì mình sẽ có thể là mình có description nè, có comment nè, mình có thể gắn file nè, chọn nhận thông báo nè, hoặc là không nhận thông báo nè, tùy theo cái công việc của bạn nè. Add label để dễ phân loại công việc, add page to date, vân vân. Mình cảm thấy là nó ok, đúng không? Nó đủ với nhu cầu của mình rồi. Rồi. Và một tài chúng ta cũng có thể là tạo một nhiều team tùy theo nhu cầu sử dụng của mình, nhiều project trong công ty, hoặc là bạn có thể là làm nhiều việc khác cá nhân, hoặc là vừa cá nhân vừa công việc. Đấy, bạn cũng có thể create một cái công việc mới như là gia đình đi. Đấy. Ở đây mình sẽ create task giống như là đi chợ, siêu thị, đón con, vân vân, hoặc là lên kế hoạch đi du lịch, mình đặt vé máy bay, như đặt vé máy bay, lên plan trước nhỉ, lên plan du lịch, rồi, book vé máy bay. Phòng đúng không? Và mình có thể là mình share cho bạn bè của mình luôn bằng cách là mình mời họ qua email, và sẽ được mời thẳng vào trong cái to do list này của mình luôn. Rất là thú vị đúng không nè. Và một trong những thiết kế mà mình thích nhất của Monco là cái lịch này đầy đủ một ngày trong tuần từ thứ hai đến chủ nhật, và làm từ những hình tròn, và những hình tròn nhấp vào thì mình sẽ thấy được lịch làm việc từng ngày của mình. Rồi, và có một điều đặc biệt nữa, đó là khi mình hoàn thành công việc thì ở đây nó sẽ hiện lên cái tiến bộ công việc như thế này. Đấy, và đây cũng là một cái thôi thúc mình hoàn thành công việc để cho mình hiện ra cái vòng tròn hoàn chỉnh như vậy. Vì nếu như mà mình không hoàn thành công việc á thì nó sẽ bị kiểu nó lỡ dở nhiều nè, mình rất là khó chịu, cho nên là mình cứ phải thôi thúc mình làm hoàn thành công việc. Và rất là đẹp khi mà những ngày liên tục có cái perfect streak á, những ngày liên tục mà mình hoàn thành những cái vòng tròn như thế này là mình cảm thấy rất là thoải mái và sung sướng như đã hoàn thành công việc. Rất là thú vị đúng không nè. Đó, mong là những cái chia sẻ của mình á sẽ giúp cho bạn hiểu hơn về ứng dụng này, và có thể là giúp ích được cho bạn trong quá trình làm việc và cuộc sống hàng ngày. Đấy là những chia sẻ của mình về ứng dụng Monco app, cùng bạn thấy như thế nào. Hãy comment cho mình biết nha.